Lần đầu tiên em đi diễn là đi thi cùng với nhóm. Trước khi lên sân khấu thì em rất là run, người em cũng cứng đơ ra. Sau khi nhảy được nửa bài thì em chẳng may quên bài. Tính của em nó rất là nghịch, em không bị kiểu đứng im một chỗ nhìn mọi người, mà em quên bài phát em chuyển động tác khác, em nghịch đứng dáng. Sau em bắt vào theo. Họ mà mới đi nhảy lúc nào có mặt cũng nhìn ở dưới đất nè. Khi mà được vào nhóm của UDG thì thầy nói là về nhà mà tập nhìn mặt vào gương, xong rồi tự nhảy và cứ diễn mặt trong gương. Lúc mà mới đầu mà nhìn lên á thì quên bài hoài luôn. Nhưng mà từ từ đó thì mình khắc phục dần dần thì nó tốt hơn. Hai bạn lại bắt đầu một tuần luyện tập mới tại trung tâm V-Yoga Cộng Hòa cùng biên đạo Mai Ăn. Tình yêu luôn luôn gặp phải những khó khăn, cản trở. Nhưng vì tình yêu, họ có thể vượt qua những khó khăn đó để đến với nhau. Có những cái kỹ thuật bê đỡ, hai em sẽ phải tập những cái động tác, nó sẽ phải nhuần nhuyễn hơn. Những cái kỹ thuật phải lộn và đặt mũi chân xuống thì em toàn kiểu ngã đằng sau thôi. Và trong bài này cái khó nhất là cái cảm xúc nội tâm của nhân vật, và mình làm sao để mình có thể ra được cái nhân vật đó, mình có thể truyền tải được cái cảm xúc của nhân vật đến cho khán giả. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Hoàng Minh và Lan Anh, thưa quý vị. Mời em ra đây, em được giải thoát.